Liệu King Kong này có thể đánh chết không? Với cái số máu của con robot thì nó sẽ đánh chết con robot bằng bằng bao nhiêu giây? Một giây thôi là con robot của mình đã chết rồi các bạn. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn, đó là mình vừa chế tạo ra một con robot mạnh nhất thế giới. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Ui ui ui, nó đang bắn ai vậy? Ui 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 ui. Wow. Và cũng đặc biệt là các bạn cũng đừng quên đón xem mình livestream Minecraft và Liên Quân vào lúc 6 giờ mỗi ngày trên Nemo TV nha các bạn. Một điều đặc biệt hơn nữa là bây giờ hiện tại channel mình đang có phần dịch phụ đề bằng tiếng Anh. Thì nếu các bạn muốn trau dồi tiếng Anh hoặc các bạn là người nước ngoài thì các bạn có thể nhấn vào cái phần cài đặt để chúng ta có thể xem được tiếng Anh nhé. Ok, và không nói nhiều nữa, và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn con robot mạnh nhất thế giới. Không phải con này đâu, chết đi. Mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đây, con robot mạnh nhất thế giới mà mình mới vừa tạo ra. Đây, nó tên là Gobot. Và cái số máu của nó ở tập trước thì chúng ta, con gà mạnh nhất thế giới của mình không đánh được cái con chùm mà gọi là con quỷ dương. Nhưng liệu con robot ở tập này của chúng ta có đánh được con quỷ dương không? Con robot này mình có thể gọi là phóng to con robot này hơn. Nhưng nếu mà phóng to thì rất là khó nhìn, cho nên là mình chỉ làm tầm nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhỏ nhưng mà nó có vỏ là được rồi anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái con này xuống lava trước đã. Để làm gì? Để không làm gì cả. Đây là con robot mà mình mới vừa tạo ra. Và bây giờ cuộc thí nghiệm của chúng ta bắt đầu. Liệu con robot của chúng ta có đánh những cái con robot con này không? Đây. Đây. Trời ơi, lắc dữ vậy. Chỉ cần một cái. Ê, tính ra tao chưa kịp đặt luôn á thằng quỷ. Mày mạnh gì mạnh dữ vậy? Tao bây giờ thử thách của mình là chế tạo ra nó, nhưng mà thử thách của mình bây giờ là muốn hủy diệt nó. Bây giờ mình sẽ tìm ra những cái con quái vật nào mà có cách nào đó để tiêu diệt cái con robot này. Mày làm quá rồi, mình làm quá tay rồi anh em. Ở tập trước mình thua thảm hại luôn. Bây giờ cho nên là ở tập này mình làm quá tay rồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo ra những cái con mà quái vật ban đầu nha. Những cái con như là đâu rồi, cái con mà hả Ravohat mà ở kỳ trước mà con gà của mình đã đánh thua. Ở tập này cuộc chiến giữa Ravohat và Robo. Mày ai da. Trời ơi, hai thằng đánh không lại luôn. Ravohat hồi máu một cách kinh khủng. Ôi, nó giảm giáp cơ. Rồi, crash game luôn rồi. Ok, sau khi cuộc chiến quá nghiêm trọng thì mình nhận ra là cuộc chiến giữa con boss đó và con robot thì rất là lâu, cho nên mình không muốn đánh hai tụi nó đánh nhau nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm lại những con vật cũ coi là liệu con robot của mình sẽ cho những con kia đi bao nhiêu nhát. Thực ra thì việc con gà mạnh nhất đã mạnh lắm rồi, nhưng mà mình muốn thử nó với con Godzilla. Liệu con Godzilla này, ông King Kong đi, mình thích King Kong hơn. Liệu King Kong này có thể đánh chết không? Với cái số máu của con robot thì nó sẽ đánh chết con robot bằng bao nhiêu giây? Một giây thôi là con robot của mình đã chết rồi các bạn. Nhưng mà ngược lại thì con King Kong đã bị nó tàn hình. Ô, thì ra là đây là động tác giả. Robot mình vẫn còn sống. Thực ra nó chỉ giả chết thôi. Robot thông minh vãi luôn các bạn ơi. Trời ơi, ai ngờ người thiệt đã giả chết được robot còn biết cách giả chết nữa. Mày khốn nạn lắm robot à. Và bây giờ mình sẽ đặt thêm con King Kong. Cuộc chiến giữa King Kong và robot. Mày phản đam, robot lại chết. Hoặc là động tác giả phải không? Có phải động tác giả không? Cái này là cái gì đây? Cái này là cái làn khói gì đây? Làn khói động tác giả này mà. Xuất hiện là chết, xuất hiện là chết. Ê, mày thua chắc rồi. Ê, mày thua chắc rồi, mày không giết lại King Kong đâu. Cuối cùng mình cũng đã tạo ra được. Ôi, cái lửa. Ôi, thì ra lửa của nó bắn ra màu này. Hèn gì. Ôi, lửa màu xanh lá anh em à. Và con robot của mình vẫn tiếp tục chết. Nó không. Ô, nó giết được King Kong luôn rồi. Để coi nó có giết được con Godzilla không anh em. Đây, Godzilla đây. Và chúng ta vẫn còn cuộc chiến giữa Burning Godzilla. Một cái, một, hai cái. Không bắn nữa hả? Bắn thêm cái cho nó vui. Cho nó vui nhà vui cửa. Godzilla nó sắp hồi máu rồi đó, mày không bắn đi. Ok. Phản đa một cái chết tươi luôn. Ok, bắt đầu chết tiếp. Ây da, nó giết được Godzilla luôn các bạn ơi. Kinh khủng, kinh dị mỹ. Bắn nó. Đây. Mày. Ôi, King Kong, King Kong. Mày hả King Kong?
Còn con Godzilla kè bắn xa lên. Còn một hit nữa rồi. Kế đó là chúng ta sẽ chơi con Burning Godzilla. Liệu Burning Godzilla có giết được con Gobo không? Gobo mạnh vãi anh em à. Bây giờ mình sẽ đặt con Burning Godzilla này. Một cái, một, hai cái, ba cái. Trời, bắn đúng xa luôn. Bắn ba cái chỉ mất có 3.000 máu à. Burning Godzilla cực kỳ trâu luôn anh em à. Ôi, Godzilla đang đứng trước mặt Gobo. Bắn nó đi Gobo. King Ghidorah. Ghidorah, mình sẽ đặt con King Ghidorah ở đây. Liệu con King Ghidorah có đánh được không? Con King Ghidorah 15.000 máu và robot của mình nhỏ xíu à, không bằng một góc nữa. Mày hả King? King hả King? King linh tinh hả mày? Mày ờ, không bắn nữa. Không bắn nữa thôi. King hả? Mày King linh tinh hả? Ok. Và tiếp theo là mình sẽ tạo ra The King. Đó. Sau khi tạo ra được The King, đây The King đây. Trời, robot hết máu luôn. The King nó đập robot của mình kìa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi. Robot của mình không bắn nữa. Mày hả The King? Trời ơi, bắn không mất một giọt luôn. Robot bắn, robot của mình đánh The King không mất một giọt luôn anh em à. Robot của mình sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Chỉ còn lại 150.000 máu nữa thôi là robot mình ra đi. Một cái, một nữa. Ấy. Robot mình hồi lại máu rồi. Ờ. The King. Thêm một con nữa. Hai tụi nó sẽ đánh nhau. Liệu con robot mình có đánh lại không? Robot mình vẫn không. Trời ơi, hai cái rồi là con robot. Con The King nó chết luôn rồi. Nó bắn có hai cái à. Đùng. Ủa, nó bắn ai vậy? Trời ơi, bướm. Con gồng không bắn đi, bắn con bướm. Sống sai. Robot mình, cuộc thí nghiệm này con robot mình. Để tao đập bể cái cây để mày đi ha. Để mày đi ha. Tao sẽ cho mày follow tao. Bây giờ thì đi nào. Bây giờ con robot nó có đi theo mình không? Nó đang đi theo mình. Liệu nó có bắn con rồng không? Bắn con rồng. Bắn nó. Boom. Ôi. Oh. Wow. 7.000 máu. Con robot của mình đã chết. Ây da, robot của bắp. Vậy thôi, cho nó giết con Godzilla. Mày hả con? Nó bắn mày một hit kìa. Trời ơi, coi con rồng nó bắn. Con rồng nó bắn robot mình một hit kìa anh em. Muốn lông trời lỡ đất luôn. Theo tao. Ok, mày không theo phải không? Mày không theo thì thôi. Bây giờ. Hello. Tụi mày đứng đây là mày chết chắc rồi. Con robot của tao nó không, nó kháng được lửa, tụi mày hiểu không? Nó kháng lửa là nó thấy con nào là nó bắn con đó đó. Bây giờ King Kong. Để nó bắn King Kong coi. King Kong trước mặt nó luôn. Phản đam. Phản đam nè, phản đam. Phản đam nè. Chết con King Kong luôn. King Kong đang đánh nhau với Godzilla. Bên đây Godzilla, liệu con nào sẽ chết? King Kong sẽ chết. Ui. Ok, sau khi xong The King thì mình nghĩ là không đặt được win, nên là mình đặt hoàng tử ra coi. Tạo hoàng tử ra. Ok, hoàng tử đây anh em. Hoàng tử bây giờ là nó là con rồng của mình luôn rồi. Nó đi theo mình luôn rồi. Yeah, hay lắm hoàng tử. Rồi, dường như là sau khi mà hoàng tử đi vô đống lửa đó, hoàng tử không bao giờ trở lại luôn. Tội nghiệp hoàng tử. Ây da. Rồi, tiếp theo là bây giờ mình sẽ ra con gì đây? Những con quái vật mà mình đã từng ước mạnh đâu rồi? Đâu rồi? Liệu cái trưởng này có chịu hồi được gì không? Ui. Pew. Ui. Các bạn đợi mình tí. Gậy bị hư rồi. Bây giờ mình sẽ chịu hồi thử coi. Wow. Cái trưởng mà trưởng ra mấy cục lava rồi. Bắt. Lava nè. Chu. Vậy xăm ba cục lava. Đúng đó. Trời ơi, Burning Godzilla hồi lại máu rồi kìa. Nhưng mà con robot của mình vẫn chưa bị chết và không bị tốn một giọt máu luôn. Rồi, bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ tạo ra những con quái vật. Để coi coi nó có giết được không. Ủa sao không tạo ra được. Đây. Giết nó. Mày hả mày. Một hit là bốc hơi nha con. Tiếp theo bốc hơi nha, nổ một cái xịt sữa luôn anh em à. Lắc quá đi. Lắc quá rồi. À không phải lắc mà là do là... Do lắc thiệt. Tại vì có một số con chưa, bây giờ không thể tạo ra được nữa, anh em thông cảm nha. Ây da, nó bắn mình văng ra tuốt muốn chỉ luôn. Mấy con này không tạo ra được nữa nè. Người tuyết. Đánh nó đi. Tao có làm gì mày đâu mà mày làm như vậy hả thằng quỷ? Ok, bây giờ mình mày nhiều chuyện quá. Mình sẽ tạo ra con
con gì ta? Mình nghĩ là mình sẽ tạo ra con King Ridaro. Ồ, cái này như là... Này chỉ là cái gì? Ô, mình chơi ngu rồi anh em. À, ồ, nó bắn mấy con này cái răng ra tự ra ngoài luôn. Ây da, mình sai rồi, xin lỗi anh em. Bây giờ mình sẽ tạo ra con Dorad, con dê quỷ. Ôi, dê quỷ nhỏ xíu à. Trời ơi, có 10 máu à. Đâu rồi? Dê quỷ ăn thịt được anh em à. Bây giờ mình sẽ tạo ra con gì? Anh em muốn mình tạo ra con gì? Mình nghĩ là sẽ tạo ra con King Kong. Từ King Kong. King Kong rồi. King Kong mình tạo rồi. Tới Godzilla mình cũng tạo rồi. Bây giờ anh em muốn mình tạo con gì? Con gì mình cũng đã từng tạo qua hết rồi. Buồn ghê. Đâu, để coi trứng coi. Còn con quái gì mình chưa tạo không? The Win nữa coi. The Win lắc rồi, không tạo ra được nữa. Ok, cho cuộc chiến The King đánh lại với nó nè. Mong là đánh lại được. Cho nó đánh lại. Ôi, mình lắc tới nỗi mình lụm không được luôn anh em à. Ôi. Rồi, lắc quá. Alright, mình đã trở lại. Và bây giờ mình xin giới thiệu với tất cả các bạn về những anh chàng nam thanh nữ tú, những anh chàng đẹp trai chị đẹp ở khu vực của ở gì ta, khổng lồ. Thì đây không phải là Titan nhưng mà thuộc dạng là khổng lồ. Sao nó lên trở luôn à? Ê thằng kia, mày xuống đây coi, lâu lâu mày phá game quá à. Mày xuống đây coi. Xuống. Nó không xuống luôn rồi, trời đất ơi, xuống đi. Rồi, ok, xuống rồi đó. Rồi, trước tiên thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn anh em, đây là bộ đồ xương mà mình đã mới vừa đặt ở bên khu rừng Amazon anh em à. Và bây giờ chúng ta sẽ hãy đến với con Mutant Skeleton. Ôi, Mutant Skeleton bắn nó đi. À, tính ra tôi chưa kịp nói luôn á. Tôi chưa kịp nói dứt xong rồi bắn nét xương con ta rồi. Không sao, chúng ta có Snow Golem. Đập nó. Nhảy lên đập nó. Không đập luôn anh em à. Lắc quá, lắc tới nỗi không đập luôn anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với Mutant Enderman. Đập nó Enderman. Nhảy lên. Ôi, né được nè. Tính ra mình chưa kịp nói luôn á. Mình chưa kịp nói là né được luôn là. À, né được anh em. Hay. Ôi, Enderman clone. Con Enderman này nó không giết được đâu. Yeah. Con Enderman này nó bất tử đúng không? Và tiếp theo chúng ta sẽ tới với con Mutant Zombie. Mong là con... À, nãy chưa. Mutant Enderman nó tele được mà. Nó không có chết đâu anh em ạ. À. Nó tele được, nó né được những cái cung, những cái vụ bắn tên lửa. Nó chỉ bị đánh cận chiến được thôi. Ok, mình đặt con Zombie lên. Nhảy lên Zombie. Nhảy lên đấm mặt nó. Bra. Ra. Ôi chết rồi. Trời ơi. Chết một cách thảm thương luôn anh em à. Ok, Creeper. Nhảy lên mặt nó Creeper. Ra, đây là con Mutant Creeper, nổ banh xác luôn. Ơ, tính ra mày nổ tao luôn á, thằng quỷ. Không có được. Đâu rồi? Ui. Ấy. Tụi nó bắt đầu đánh nhau rồi kìa anh em. Ơi, con Enderman nó bắt đầu đánh rồi kìa. Hay quá. Nhưng mà đánh không mất máu con boss của mình thì con robot của mình thì làm sao mà làm ăn đây? Trời ơi. Tiếp theo, con cuối cùng Incomplete. Con nhện kết hợp với lại con nghèo ghê quá à. Incomplete. Nhiều vô. Nhảy lên cái máy của nó cắn nó đi. À, nó không giết những con nhện anh em. Những con này chắc là nó là những con quái mà gọi là không mà vô hại nên là nó không giết. Ok, vậy là xong. Bây giờ mình có thể chịu hỏi được con gì không? Ui. Wow. Mình có bàn tay mà mình gọi là bàn tay mà cầm block lên chưởng vô mặt tụi nó. Đây mình chưởng vô mặt tụi nó đây. Ồ, mất cả đống máu luôn anh em. Chết mày chưa cho mày chờ đâu con lừa không. Ủa con này con chùm nè. Ok. Trời mày bẫy đầu luôn. Ơi cái trò này ném tuyết đã nè anh em. Ok. Ây, bẫy đầu. Bùm. Bùm. Mình phải ném tuyết mới được. Ây da. Mày, vậy mà không trúng. Rồi, xong. Vậy là cuối cùng thì robot của mình chỉ thua mỗi cái con mấy con Godzilla thôi.
Nhưng mà thực ra thì mình thấy cái con robot mình cũng rất là mạnh rồi. Và nếu các bạn thấy mà mình muốn mình làm những cái cuộc chiến của King Kong, King Ghidorah hay là gì đó thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì các bạn muốn mình làm tiếp cái con nào mà gọi là mạnh nhất thế giới thì các bạn nhớ để lại bình luận, mình sẽ gọi là thí nghiệm và mình sẽ chế tạo ra. Tập này mình đã làm được con robot mạnh nhất thế giới rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye.